em, chào mừng em đã đến với em Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay thì bên cảng em Tùng lại tiếp tục lên sóng cho anh em phiên bản Lexotic FX80 Luxury. Đây là mẫu sản phẩm vang cơ lai số được rất nhiều em lựa chọn sử dụng trong những ngày vừa qua và đánh giá rất là cao. Và hiện tại thì lô hàng mới bên em lại tiếp tục về thêm đây rồi. Và quý anh em khách hàng trải nghiệm cái dòng vang cực kỳ là tuyệt vời đến từ nhà phân phối Lexotic, đây là FX80 Luxury, cơ lai số rất là chất lượng với mức giá xả hơn 1 triệu đồng. Anh em đang cần mua thì có thể liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình. Còn ngay bây giờ quý anh em kiểm tra cái tính năng của chất lượng âm thanh của mẫu sản phẩm vang cơ lai số cao cấp chất lượng Lexotic FX80 Luxury nhá. Về thiết kế giao diện hình thức thì các bác đang được thấy trên video hôm nay với phiên bản phay nhôm màu đen mạnh mẽ, dễ phối đồ, đầy đủ các phím tính năng chỉnh cơ đơn giản hiệu quả cho anh em tư dùng có thể tự mình thao tác trên thân máy, chỉnh cho em các hiệu ứng tính năng chìm bằng tô vít hai cạnh đi kèm trong hộp. Chúng ta sẽ có 16 dạng tính năng hiệu ứng ở trên đây, có các ký hiệu bên dưới như là echo bao gồm delay, repeat hay các hiệu ứng của reverb, time reverb, âm lượng tổng cắt tần số cao reverb, các dạng effect của phần bass chép và các dạng bass trung chép, phần mix, phần nhạc, chịu cắt súp đấy. Tất cả hiệu ứng tính năng chỉnh cơ trên này anh em hoàn toàn có thể tự mình tinh chỉnh được. Sau vài lần thao tác và sử dụng thì anh em có thể tự mình tinh chỉnh cách rất là chuyên nghiệp. Còn trước mắt khi gửi hàng đi, em đã hỗ trợ setup và cài đặt cho anh em rồi. Khi chúng ta nhận hàng về, chúng ta chỉ cần bắt cho em 3 phím tính năng âm lượng tổng, đó chính là mix tổng này, âm lượng tổng effect vang nhạc này, âm lượng tổng nhạc này, 3 phím volume thiết kế nằm ngay góc tay phải mình rất dễ nhận biết. Khi ra tinh chỉnh thì ngay lập tức trên mặt màn hình sẽ hiển thị ký hiệu số các bác nhá. Đây là một chiếc mặt màn hình LCD rất là lớn, nó dài hơn so với những phiên bản thông thường của Lexotic phải không ạ? Và có đầy đủ các chế độ tính năng như là chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại, túi USB này, cổng quang này, Bluetooth này, quasial đường áo vít trắng đỏ truyền thống cho anh em lấy tín hiệu nhạc này. Khi chúng ta lấy được tín hiệu nhạc, các bác nhìn này có dải đèn led rất đẹp đúng không ạ? Mang lại cho anh em cái vẻ đẹp sang trọng về mặt hình thức giao diện đến từ Lexotic FX80 Luxury. Và chưa hết đâu các bác nha, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều tính năng hiện đại nữa như là tính năng voice giọng nói, có điều khiển remote bật được cấp độ trùng ngủ tới 5 cấp độ để tăng khả năng trùng ngủ tốt nhất là giảm mài âm thanh, đặc biệt là trên phiên bản Lexotic FX80 Luxury nữa. Và khi gửi hàng đi, bên em Tùng cũng sẽ hỗ trợ tặng thêm jack kết nối cho anh em, ghép đối với hầu hết thiết bị âm thanh gia đình, ghép đối RAL out qua các đường cổng ca lông phía sau, ghép đối âm ni đẩy để vang loa kéo mixer, hay là thêm các cái đường cổng cắm mic cho anh em sử dụng mic A, mic B, sử dụng mic dây, mic không dây. Đây là một trong những dòng vang rất là đẹp về mặt hình thức thiết kế, chất lượng âm thanh như thế nào thì quý anh em nắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh thực tế của Lexotic FX80 Luxury ngay bây giờ các bác nhé. 7 7 8 7 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
với dòng vàng công nghệ hiện đại, nhiều tính năng, dễ sử dụng, âm thanh hay như thế này chắc chắn chúng ta không nên bỏ qua được, phải không ạ? Với cái dạy echo âm thanh rất là ngọt ngào, dễ hát, có độ lịnh tiếng tốt, hỗ trợ thêm cho anh em có lời ca tiếng hát, âm thanh bay bổng ngọt ngào chuyên nghiệp hơn. Hướng reverb time hỗ trợ thêm cho anh em có một cái chiếc giọng âm thanh reverb chuyên nghiệp làm đủ ở giọng hát thật. Thế có dạng bass trung chép đồng thời sẽ hỗ trợ kích hoạt thêm cho anh em có lời ca tiếng hát, âm thanh thoát tiếng, đạt độ hiệu quả cao. Và đây quả thật là một cái dòng vang rất là nhiều tiện ích tính năng, âm thanh hay, dễ sử dụng, nâng cấp cho âm ly cục đẩy phòng hát gia đình rất là chuyên nghiệp và hiệu quả với mức giá thành rất là hấp dẫn. Và hiện tại thì bên em Tùng Audio lại tiếp tục về thêm Legotech FX80 Luxury. Anh em đang cần mua với mức giá khuyến mại trong đợt này có thể liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio theo số điện thoại 0979629336 để có ngay cho mình một thiết bị vang cơ lai số, một thiết bị vang nhại vô cùng cần thiết cho dàn máy âm thanh gia đình, tăng cái độ hiệu quả cho chính giọng hát của mình chuyên nghiệp hơn, nổi bật hơn cho hoàn gia đình chuyên nghiệp nhá. Nếu anh em đang có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio đặt hàng sớm nhất và hưởng ngay mức giá ưu đãi vô cùng đặc biệt đến từ dòng mạng này bên cả em Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.